Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi nay lên cho anh em một số đồ nè. Anh em mình muốn xài được cái gì thì cứ liên hệ em qua số điện thoại hoặc là Zalo em ha, có ghi dưới phần tiêu đề đó, số đó là số Zalo luôn nha anh em. Rồi lên cho anh em đầu tiên là một cái bô lửa nè. Bô này hình như không biết trong máy phát điện sao ha. Bô lửa nha, cái bô này bán em 180 nè. Bô này không bao gồm, chưa bao gồm cái dẫn chuyển anh em, 180 ha. Khung bơm nước, khung này 120.000 cái anh em. Đó, khung này 120. Khung này 100.000 nha. Đó. Khung 120.000. Rồi có con này SC05, con này đẹp anh em, con này rất là đẹp nè. Ha, bơm nước họng 40 nè. Ha, họng 40 nè, đẹp ha. Rồi có cái con bơm dầu anh em ha, bơm dầu con này bán anh em 500, con bơm dầu 500, con bơm dầu 500 ha. Ê, còn cái hộp nhông nè, nhông nhỏ nè, cốt 20-22 gì nha ha, chuyền nhông cho mấy cái máy 4 ngựa 5 ngựa anh em, ra cốt 20 gì nè. Hộp này hộp nhỏ bán anh em 400 ha, 400. Rồi có mấy con bướm anh em. Robin bướm NB03 cặp anh em. Ủa, con này thiếu nắp e nha. NB03 EC03 GB đó. Tình trạng vậy á, có sao bán vậy nha anh em. Rồi mới có mấy cái khung nè. Khung này về đựng đồ nghề là hết sảy con 17 anh em. Tháo gỡ hết mấy cái này nha, nó gọn nè. Thì mua thì liên hệ em. Còn cái con này về mình chảy một miếng, còn mình để cái gì cũng được ha. Con này thì để một cái máy dầu bình thường anh em. Con này tải 500kg là bình thường ha. Bánh đặt hết nha. Bánh này có bánh phá nè, hai bánh sao phá nè. Này cỡ mét nha anh em, về ngang 45 mét á. Con khung này 700.000 ha, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây, quay cho anh em coi đi. Đó, có cái bình dầu. Bình này bán anh em 400 nè, bình mới can xà beng anh em, bình nè, mới quá mới luôn. 400.000. Hai bình dây này 350 nè. Dây 8 ly anh em. 350 dây 8 ly. Đó, dây này nó có nối nè, nối nè, bấm đầu nối nè. Hai bình này trên 20 m tầm 25 m nha anh em. Đó. Không bao anh em, không bao lục nha, có sao bán vậy nha. Rồi có cái bơm Ebra ha, Ebra bao lăng cho anh em nè. Ebra con này hỏng, Ebra con này hỏng hút xả 80 anh em ha. Con này cũng tương đối áp cao ha. Cho anh em coi nè. Rồi anh em mua thì liên hệ em, giá con này là 1.800.000, 1.800.000 con này, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Đó, bên đây có con máy hàng, máy hàng, con máy hàng khá là bự. Con gì đây, Robin SC03 đẹp luôn, hỏng hút xả 25. Thật bao thật thật lửa thật thật nha, lộn hơi thật thật luôn anh em. Có con cốt con nè, con này đây, chín ngựa con này có đời luôn nha anh em, bao hơi lửa cho anh em nha. Đó, bao hơi lửa, tất cả máy đều bao hơi lửa, xế thùng phi luôn. Đó, xế thùng phi luôn nha.